Cả ngày tao ghé khoảng 20 cửa hàng mà chỉ có hai nơi ký gọi. Tỷ lệ là 10%. Trời, công nhận nha. Thằng muối bữa nay nói chuyện y như là người làm ăn lớn vậy đó. Phần trăm phần triết. Ghê. Nhưng mà 10% á, tao thấy hơi ít á. Ít gì? Trước khi đi tao còn nghĩ là 0% nữa kìa. Nếu mà tụi tao đi theo á, có thể số cửa hàng nhận lời gấp đôi. Tao có khiếu ăn nói lắm à. Nhiều khi á, có mấy cái ông dài láng bóng vậy, tao mời một hồi chịu đánh luôn. Ý này hay á. Bữa nay tao cho anh so đũa đi theo tao thử rồi. Đấy, cho tao đi theo luôn nha. Thôi, mày ở nhà lo ngủ đi, tối còn đi hát khuya nữa. Mày biết không, bây giờ tao chán cái cảnh mà đi bán kẹo kéo lắm rồi. Hôm qua tao hát què cái miệng, nhảy hả, tê hai cái chân luôn. Mà tính ra cả vốn lẫn lời có 50 ngàn. Thì có còn hơn không. Chuyện làm ăn của tao chỉ mới bắt đầu, đâu có vốn liếng gì nhiều đâu. Mày mà không chịu đi làm, lấy tiền đâu trả tiền nhà. Tiền nhà, tiền gạo, tiền mắm, tiền muối, tiền... À không, tiền muối khỏi mua. Mày hay, đúng lắm. Liên Anh có nhà không chị Hoa? Ủa, Tuyệt. Liên Anh nó vừa mới bắt xe về quê rồi em. Về quê, lâu chưa chị? Em gọi cho nó hoài không được. Trời đất ơi, điện thoại nó dùng một đống ở trong nhà kìa. Bây giờ nó đâu có muốn nghe điện thoại ai nữa đâu mà em gọi. Có chuyện gì vậy chị? Thì cũng là mấy cái chuyện. Mà thôi, em đợi khi nào nó lên Sài Gòn đi, rồi em hỏi nó luôn. Vậy khi nào nó lên? Chị cũng không biết nữa. Mà có khi á, nó còn ở dưới quê luôn. Nó không lên nữa đâu. Trời, em sắp đi du học rồi, không biết đến khi nào mới gặp mặt nó. Giờ sao? Ủa, còn mấy cái vụ hát hò của tụi em thì sao mà tự nhiên là đi du học? Em bỏ hết rồi chị à. Tự nhiên bây giờ em thấy ghê tởm mấy cái chuyện hát hò thi thố quá. Hay là bây giờ em chạy ra bến xe đi, có khi con Liên Anh nó còn ở đó đó. Vậy hả chị? Em đi nha chị. Ừ. Chị lạ nha, bữa nay sư tỷ của mình đến sớm một ngày kìa. Chị lạ nha. Thì lâu lâu cũng phải xiên chứ. Không á hả, có người giành chức nhóm trưởng. Ai thèm giành với bà đâu bà ơi. Bà cứ yên tâm, lo giành thứ khác đi. Quên nữa, hỏi tỷ cái này. Hôm trước em định cởi nghe qua đề số 7. Thế tỷ vô quán cà phê với người đàn bà lạ nào đó, người đó là ai vậy tỷ? Đúng rồi. Đừng có nói bậy nghe chưa. Đó là bạn của má tao. Ồ, vậy đó hả? Nhưng mà em nhớ không lầm thì người đàn bà đó là vợ của ông Việt Kiều, người thân của con Liên Anh đó. Cái này tôi nói, tôi biết. Cái ông Việt Kiều đó, ông tên là Hưng. À, thì ra là ông Hưng. Sư tỷ ghê nha. Ủa, sư tỷ vậy mấy bà? Má của sư tỷ á, là bạn của bà Việt Kiều. Trong khi đó là Việt Kiều á, là vợ của ông Hưng. Mà trong khi đó, ông Hưng lại là của người thân của Liên Anh đúng không? Vậy hóa ra, mọi người biết nhau hết hả? Quen nhau hả? Hèn gì. Bữa hổm thầy lơi đòi đuổi con Liên Anh, bà Hằng phải ra sức xin cho nó. Tụi bay muốn gì? Theo dõi tao hả? Tẩy chay tao hả? Trời ơi, làm gì mà sư tỷ nấu gì sao mà sư miếng nước nè. Không muốn. Bà làm gì vậy? Quá đáng đó nha. Bà giận ca chính nước hả? Mày nói cái gì? Mày ngồi mày nói lại coi. Nói bà đó. Bà tưởng bà làm gì không ai biết hả? Bà chỉ vì lợi ích cá nhân của bà mà ảnh hưởng hết nguyên nhóm. Bà muốn phá hết nhóm này hả? Mày! Mày qua mày nói lại coi!
Mấy em làm cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Hả? Chuyện gì vậy? Bà đã quá đáng. Bà có sao không? Bà quá đáng lắm à. Đi thôi. Rồi mày sẽ biết tay tao. Hả? Có chuyện gì vậy? Không có gì hết. Chuyện con gái thôi, đừng quan tâm. Sao hôm nay lớp mình nhắn vậy? Mà Tuyền đâu? Liên Anh đâu? Em không biết. Nó ở trong túi em nè. Thích đó thì tự đi tìm đi. Hôm nay gặp toàn ba có chuyện gì đâu không à. Đứng lên tập nhảy đi. Hơn mực nhạt. Sắp tới ngày thi rồi. Ai mà không tập thì thòi ráng chịu. Đúng rồi. Tập đi, tập đi. Bực bội ghê vậy. Na 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 na. Con gái Tiến, con em muốn nói Tiến không được khỏe hả? Lâu ngày nó trở trời nó nhức. Giới thường mới mà con. Mà sao tự nhiên về đột xuất vậy nè? Học ăn sao rồi? Có chuyện gì phải không? Dạ không. Tại con nhớ Tiến. Nhớ nhà. Nhớ xong nữa. Thằng ca mày. Sao mày không nói nhớ mấy con gà mấy con vịt luôn đi. Sao? Má. Ca sĩ chưa? Bà, con nó mới về, tự nhiên bà sóc hông nó. Bà làm như muốn trở thành ca sĩ dễ lắm vậy. Tôi có sóc hông sóc bụng gì đâu nè. Thì khó mới lên Sài Gòn tốn tiền đi học. Ai đó dễ. Thôi mà tiếp. Khi nào má thấy con trên tivi á, thì má biết lúc đó con là ca sĩ rồi, ha má? Thì má cũng thấy mấy người lên tivi đó. Mà ở cái mục truy nã tội phạm đó con à. Bà, thôi kệ bà đi con. Tiếp cũng biết sao mà từ cái lúc tía ở trên Sài Gòn về tánh tình bà kỳ cục vậy. Tiếp, tiếp kể cho con nghe chuyện của má đi. Thì chuyện của má con tía đã kể cho con nghe nhiều lần lắm rồi mà. Nhưng mà có nhiều chuyện tía chưa kể. Em nhớ chị hai quá. Chị hai cũng nhớ em nữa. Đi đâu mặt mày tèm lem gì nè. Ủa, chị có mua quà cho em không? Có. Cảm ơn chị hai. Con gái. Dạ. Vô tắm rửa rồi rửa tay rửa mặt chút còn cơm nữa ha. Dạ. Đâu sao không bắt máy? Anh chưa qua? Dạ, con chào chú. Liên Anh đâu rồi quá? Sao nó giờ chú gọi điện thoại không được? Liên Anh nó về quê rồi chú ơi. Về quê à? Trời, sao không cho chú biết? Con cũng đâu có biết đâu. Mà thôi, chú đợi chừng nào nó lên chú hỏi nó nha. Con mới đi dạy về, con mệt quá à. Con xin phép chú, con vô nhà con nghỉ nha. Con vô nghỉ đi. Dạ. Con chào chú. Con vô nghỉ đi. Hồi đó ông bà ngoại con chuyển từ miệt dưới lên, lạ nước, lạ cái. Ủa, mà sao phải chuyển lên vậy tía? Thì ở miệt dưới làm ăn không được. Lúc đó má con đẹp, lại hát hay. Còn tía nghèo,
lại xấu trai. Tía nói sao á, tía đâu có xấu trai đâu. Nếu mà so với tất cả những người đeo đuổi má con thì tía của con là người tệ nhất. Vậy mà cuối cùng tía lấy được má con chứ. Sao tía hay vậy? Hồi đó má con bị bệnh tim, ông bà ngoại lo lắm. Tía tới nhà chơi, ông bà ngoại thấy tía hiền lành, chất phác, lo làm ăn nên chịu tía. Ông bà ngoại lo là nếu mà gả má con cho một người vừa say rượu rồi lại cờ bạc thì má con sẽ khổ. Lúc đó tía mừng như trúng số độc đắc vậy. Mà tía, từ khi mà ngoại con chuyển lên cho tới lúc mà tía cưới má con là khoảng bao lâu vậy? Chà, bữa nay con gái tía bày đặt hạch hỏi tía đủ điều hết vậy. Tía này, đi tía, tía kể cho con nghe đi. Kể đi. Thôi được rồi cô hai, để tôi nhớ coi. Đâu cũng chừng 2 tháng. Vậy bao lâu sau thì má mới đẻ con hả tía? Đám cưới má con xong là má con có bầu con liền. Nhưng mà khổ nữa, ngày mà con ra đời cũng chính là ngày tía khóc mất vợ. Tía, chú Hưng hồi đó cũng là một trong những người theo đuổi má con hả? Chú Hưng thì tía không biết, bởi vì chú Hưng là bạn học của má con hồi ở miệt dưới. Mà má con thì kín đáo lắm, không có kể cho tía nghe chuyện gì hết. Vậy hả tía? Chà, sao bữa nay trời đổ lạnh dữ vậy ta? Con cũng lạnh nữa. Thôi, hai tía con mình vô nhà con ha. Dạ. Cẩn thận nha tía. Sao rồi, khỏe không? Sao nằm ăn ngon dữ vậy? Anh khỏe mà nằm có mình buồn quá. Bà xã nhà con với đứa nhỏ có vô mà buồn biết làm gì. Ăn, ăn xong uống nước. Uống nước rồi vòng vòng ăn. Bác sĩ kêu chích thuốc, chích thuốc xong ăn. Em nói thiệt anh á, sau chuyến bệnh này á, ra viện về em lên mấy ký luôn á. Anh, em khỏe nhưng mà em buồn quá. Buồn gì? Ngày mai anh vô thăm em á, anh đem cho em cái bàn cờ tướng. Chi vậy? Đánh với ai? Đừng nói là đánh cờ tướng với cô y tá nha. Anh nghĩ sao mà dám đánh cô y tá? Đánh mình à? Đánh với cô y tá, vợ em, sư tử Hà Đông vô hả? Trời ơi, nó xé xác em ra luôn á. Ừ. Anh. Ừ. Nay mà anh không có vui. Anh thăm em tung tăng em vui quá trời. Anh không đá vô miếng nào cho vui, bình thường anh vui lắm mà. Bộ bên kia công việc làm ăn có vấn đề phải không? Trục chặt phải không? Coi có vấn đề đừng tranh được em nữa. Không, mọi chuyện đều tốt đẹp hết. Chỉ ngoại trừ cái chuyện của Liên Anh thôi. Hả? Liên Anh? Liên Anh nó làm sao? Nó làm chuyện gì? Mà tại sao làm anh buồn? Con bé này kỳ cục quá. Em mới nằm bệnh có mấy ngày à, vắn em cái nổi loạn à. Nó quậy quá mà. Muốn quậy hả? Em về em xử nó nè. Ây da. Thôi mà, nó có quậy gì đâu. Tôi gọi điện thoại cho nó ngày hôm qua mà không được. Tôi tới nhà định chở cháu vô đây thăm chú Long. Thì mới biết là Liên Anh về quê rồi. Về quê? Về quê mà không nói anh tiếng nào trơn á. Con bé là hư nữa. Anh nói đi với xưa về phải trình. Trời ơi, dù sao là chú cháu mà. Mình nè, mình lo cho nó. Nó ra khỏi nhà về quê, nó phải nói một tiếng chứ. Tại sao về quê? Về quê làm gì? Điện thoại lúc nào gọi không được luôn hả? Ừ. Nhỏ này quậy quá mà, hậu đậu quá. Tôi cũng không biết nữa. Mà tôi thấy thái độ của con bé Hoa cũng lạ lắm.
tôi nghi là có chuyện gì đây. Chuyện gì là chuyện gì? Thôi, chú nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có lẽ là sáng mai tôi phải về quê thăm anh Bảy. Nhân tiện coi Liên Anh ra làm sao. Ngày mai anh về quê hả? Ừ. Anh cho em đi với nha. Ây da, chân em hết đau em đi được. Ây da. Ôi, bởi vậy, cái chân này nó chặt sắp đi mà. Nó chịu đựng 60kg thì đã khổ rồi. Lúc bệnh hoạn mà thấy tội nghiệp đó, nó chịu đựng 120kg, nhúc nhích đau muốn chết luôn à. Em muốn về quê. Thôi chú nghỉ ngơi đi, chú đang bị đau. Rồi chân chẳng về mà đi cái gì. Thôi nằm nghỉ ngơi đi, tôi đi được rồi. Nằm lại đi. Em muốn về quê mà. Quê hương là chùm khế ngọt cho ta treo hái bồi ngay. Dạ. Trời ơi, sao nằm đây chứ chiếc ủ đây. Trời ơi, à. Cái gì vậy? Thứ gì vậy? Cái thứ gì vậy ta? Hôm nay lòng thấy vui nên trời nhìn cũng đẹp. Tôi đã nhìn thấy tiền từ mắt thằng mũi kia. Tôi thấy tương lai trong cái miền gieo của thằng sò đúa. Tôi thấy ly cà phê của thằng ớt có một con ruồi. Tôi nghiêm con ruồi để đời giàu ngày nắng đẹp. Tội nghiệp ngày nắng đẹp phải đưa tiếng con ruồi kia. Tao thích công việc mới, không phải cúi đầu xuống đánh bóng đôi giày. Không cúi đầu xuống ngẩng mặt lên đi. Không cúi đầu xuống ngẩng mặt lên đi. Tôi yêu bạn bè quá, tôi yêu Sài Gòn nữa. Yêu quá cuộc đời, yêu bạn bè quá, bạn bè của tôi. Yêu cuộc đời quá, cuộc đời này thật vui. Quá, quá. Bữa nay thằng xo đũa sẽ ở cửa hàng một mình. Tao, tao làm cái gì? Làm cái gì? Tao sẽ về quê. À, tao lấy hàng lên, bán tiếp. Tung lên đại ca bút. Còn tao thì sao? Còn mày chị ngủ. Tối dưỡng sức đi làm kiếm tiền về mua gà mua gạo. À thôi vậy được tao. Rồi. Cứ vậy đi. Vậy được á. Chị Hoa, chị Hoa, chị, em nói nghe nè. Liên Anh đâu rồi chị? Rồi, người thứ ba. Người thứ ba là sao? Thì em là người thứ ba kiếm con Liên Anh, từ khi nó về quê tới giờ. Cái gì? Liên Anh về quê rồi hả? Ủa về quê làm gì chị? Ủa, bộ không có chị là không về quê được hả? Bộ có chị thì mới về quê được hả? Nhưng mà sao điện thoại di động của Liên Anh sao tắt máy vậy? Máy hết pin, nó dùng một đống ở trong nhà kìa. Thôi em đừng có gọi cho nó nữa. Bây giờ nó không muốn nghe điện thoại của anh nữa đâu. Thôi mà, em xin chị mà, chị làm ơn nói cho em biết đi, đã có chuyện gì xảy ra với Liên Anh vậy? Đang nỉ hả? Ừ, đang nỉ á. Ờ, hay là bây giờ em giúp chị một chuyện thôi, nhỏ xíu à. Rồi chị kể cho em nghe. Rồi, chuyện gì cũng được hết á, nói cho em nghe đi. Vậy bây giờ em đi với chị lên trường chị đi, tập hát cho mấy đứa nhỏ trong đội văn nghệ á. Tụi nó sắp thi tuyển thành phố rồi mà chị không biết hát, chị ghét lắm. Trời, nếu mà chị ghét sao chị lúc đầu với lại những trách nhiệm này chứ vậy? Trời ơi, chị cũng đâu có muốn đâu, cả trường như vậy đó, biết bao nhiêu giáo viên mà chỉ có mình chị biết chút ít hát hò thôi à. Thế là ông hiệu trưởng á kêu chị làm luôn, chị đâu có muốn. Trời ơi, nãy giờ em đứng đây em nghe chị hát là em biết chút ít hát hò chị làm sao rồi đó. Thôi được rồi, để em giúp cho. Chị nói em nghe đi. Thiệt hả? Thiệt. Em hứa nha. Rồi.